Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Hải Dương có 185 trên 220 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cảnh báo về bệnh Whitmore ăn mòn cơ thể người. Đoàn viên Trịnh Thị Hòa ở xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình làm giàu từ trồng cây dược liệu. Bắc Ninh tăng cường các biện pháp trong quản lý công tác đào tạo sát hạch lái xe. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến nay đã có 185 trên 220 xã trong tỉnh Hải Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 84,1%. Bình quân mỗi xã đạt 18,61 tiêu chí. Có hai huyện là Kinh Môn và Cẩm Sàng đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay các huyện Nam Sách, Gia Lộc, Thanh Miện, Bình Giang và thành phố Hải Dương đã đủ điều kiện đề nghị cấp trên xét công nhận đạt và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Với các địa phương này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thông báo về việc đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Thông báo này được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của tỉnh để xin ý kiến nhân dân gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong thời gian 10 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến phản hồi, đồng thời lập hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành trung ương thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện có 80 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công và 300 doanh nghiệp thi công xây dựng, tạo việc làm ổn định và thời vụ cho hơn 20.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4,5 đến 6 triệu đồng một người trên tháng. Theo đánh giá của các doanh nghiệp xây dựng, năm 2019, số lượng các dự án công trình lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định không nhiều, đặc biệt là những dự án sử dụng nguồn ngân sách đầu tư công của nhà nước. Vì vậy, các doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm hợp đồng, xây dựng chiến lược dài hạn, tích cực tham gia đấu thầu các công trình, dự án được bố trí vốn ổn định, tập trung dứt điểm từng hạng mục công trình, đảm bảo quyết toán nhanh, thu hồi vốn để tái đầu tư sản xuất, mở rộng tìm kiếm các hợp đồng xây dựng các thị trường ngoài tỉnh. Ngoài việc tái cấu trúc doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng cần nắm rõ mũi nhọn lĩnh vực kinh doanh, tăng cường tiết kiệm, tập trung trong khâu dự tính chi phí và doanh thu, giảm thiểu các chi phí ẩn, tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ của các ngành, các cấp, phát huy nội lực tăng cường đầu tư thiết bị sản xuất hiện đại theo năng lực quản lý để tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường. Vụ mùa năm nay, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên gieo cấy được 3.900 ha lúa. Hiện nay, nông dân trong toàn huyện đang thu hoạch các diện tích lúa mùa sớm và tiến hành trồng cây vụ đông. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên các diện tích lúa ở Phù Cừ ít sâu bệnh, lúa chĩu hạt, năng suất sản lượng đạt khá. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được trên 100 ha lúa mùa. Song song với việc thu hoạch lúa mùa sớm, bà con nông dân đã xuống giống trồng cây màu vụ đông ở những chân ruộng thích hợp và trồng xen trong lúa. Hiện toàn huyện đã trồng được hơn 100 ha bí và rau các loại. Các địa phương của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã thu hoạch được hơn 40% diện tích lúa mùa với năng suất bình quân ước đạt 2 tạ trên một sào. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tập trung nhân lực, huy động máy móc, thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa mùa sớm. Thu hoạch lúa đến đâu, các tổ máy cày triển khai làm đất ngay đến đó để gieo trồng cây vụ đông, với phương châm sáng lúa, chiều cây vụ đông. Năm nay, toàn huyện có kế hoạch gieo trồng 1.700 ha cây vụ đông, chủ yếu là cây ngô, bí xanh, bí đỏ, cây ớt xuất khẩu. Nhằm đạt mục tiêu cả về diện tích, năng suất, sản lượng, thời gian qua các xã thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân mở rộng diện tích cây vụ đông trên đất hai lúa, tăng cường các biện pháp xử lý đất và áp dụng khoa học kỹ thuật để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm nay, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã chủ động đưa các giống cây trồng mới phù hợp với đồng đất từng địa phương vào sản xuất, chủ động cung cấp vật tư nông nghiệp, đảm bảo chất lượng, tìm kiếm các đơn vị bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Hiện nay, phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng tại địa phương đang phát triển rộng khắp. Trên cơ sở các ý tưởng hoài bão, nhiều thanh niên đã biết nắm bắt cơ hội, biến những khó khăn về thổ nhưỡng, khí hậu thành lợi thế để rồi hình thành nên các mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Trong đó, mô hình làm giàu từ trồng cây dược liệu của gia đình đoàn viên Trịnh Thị Hòa ở xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình là một ví dụ điển hình. Sinh năm 1990 là giáo viên môn sinh học, Hòa luôn dành trọn đam mê của mình cho bộ môn thực vật.
Chính vì vậy, bên cạnh việc đồng hành với các em học sinh trong những giờ trên lớp, về nhà, Hoàn đã dành thời gian cùng chồng nghiên cứu và tìm hiểu kỹ đặc điểm của từng loại cây, sau đó ươm giống để trồng cây dược liệu trên vùng đất vườn đồi. Năm 2015, gia đình chị đã mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm 3 hecta nghệ các loại và cà gai leo ở vườn nhà. Với cái đất đồi ở khu vực miền núi này thì đất rất là tốt. Nghệ của chúng tôi có những cụm nghệ nó lên đến khoảng 3-4 cân, có những cụm lên 5 cân. Cho nên là thấy rằng là cái đất của mình nó mang lại cái chất lượng tương đối tốt và cái hiệu quả đối với những cái giống dược liệu là cao. Cho nên là chúng tôi đã đưa ra một cái ý tưởng, đó là chúng tôi đã phát triển thêm những cái cây trồng khác và với cây chủ lực là cây nghệ và cây cà gai leo. Hiện nay bên cạnh cây nghệ và cà gai leo là hai cây trồng chủ lực với diện tích được nhân rộng lên tới trên 5 hectare. Gia đình chị Hòa còn trồng thêm một số loại cây thuốc nam khác như đinh lăng, hoài sơn, địa liền, xạ đen, mật nhân và mới đây nhất là cây hào thủ ô tím được lấy từ vùng đất Lai Châu về trồng thử nghiệm. Để giảm thiểu công chăm sóc, toàn bộ diện tích đất vườn đều được đầu tư lắp đặt hệ thống phun tưới tự động. Không chỉ phát triển ở vườn nhà, năm 2018, gia đình đã mạnh dạn thực hiện liên kết với 30 hộ nông dân thuộc các xã lân cận có diện tích đất đồi để trồng 15 hectare cây dược liệu. Quy trình từ cây giống, kỹ thuật canh tác, chăm sóc được thực hiện rất nghiêm ngặt. Các cây thuốc hoàn toàn không sử dụng chất kích thích, thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học mà thay vào đó sử dụng phân bón hữu cơ. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình chị Hòa thu hoạch từ 25 đến 30 tấn dược liệu sạch. Được Hợp tác xã Dược liệu Yên Sơn và một số tỉnh, thành phố trong cả nước thu mua ổn định. Đối với việc liên kết với các đơn vị thì ban đầu chúng tôi đó là chúng tôi sẽ có những cái hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cung cấp giống cho bà con. Sau đấy chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi tập huấn kỹ năng để truyền tải cái kỹ thuật canh tác cho bà con. Và đặc biệt là đối với dược liệu này thì quá trình chăm sóc hoàn toàn là hữu cơ. Hoàn toàn hữu cơ, cho nên sản phẩm của chúng tôi là luôn luôn là được đưa vào những cái chuỗi hữu cơ trong toàn tỉnh và trong các tỉnh khác. Từ việc phát triển thành công mô hình trồng cây thuốc nam ở vùng đất vườn đồi, giờ đây gia đình chị Hòa còn trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân của các xã lân cận đến tham quan, tìm hiểu và học tập. Và trong thời gian tới thì đối với đại đoàn xã Quảng Lạc chúng tôi và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên xã Quảng Lạc cũng đang có kế hoạch để tổ chức các cái đoàn để xuống tham quan, học tập mô hình của gia đình đồng chí Hòa. Tại vì là ở Quảng Lạc chúng tôi cũng là một đơn vị để có nhiều diện tích giáp với Yên Sơn của thành phố Tam Điệp. Thế nên là về cái điều kiện khí hậu cũng như là thổ nhưỡng có rất là nhiều điểm tương đồng. Và chúng tôi cũng nhận thấy là Quảng Lạc chúng tôi cũng sẽ có tiềm năng để phát triển những cái mô hình như thế này. Từ sự mạnh dạn, sáng tạo đã giúp gia đình chị Trịnh Thị Hòa có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng một năm. Đây được xem là một trong những bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, không chỉ giúp cải tạo vườn tạp mà còn góp phần chung sức cùng địa phương củng cố và nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Sau nhiều năm mong đợi về một hệ thống tiêu thoát nước cho các diện tích vùng bãi, đến nay niềm mong mỏi của bà con nông dân xã Tống Chân, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên đã sắp trở thành hiện thực khi trạm bơm tưới tiêu Tống Chân đang trong quá trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện nay, toàn bộ khu vực vùng bãi xã Tống Chân chỉ có duy nhất một kênh dẫn nước nhỏ nên thường xuyên xảy ra ngập úng vào mùa mưa và thiếu nước canh tác vào mùa khô. Trạm bơm tiêu vùng bãi xã Tống Chân là công trình do huyện Phù Cử và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đầu tư xây dựng từ tháng 4 năm 2019. Công trình gồm một tổ máy bơm không ống cột nước thấp và 4 tổ máy bơm hỗn lưu trục ngang. Thiết kế này giúp giảm kinh phí đầu tư và tiết kiệm điện năng hơn 3 lần so với kiểu thiết kế truyền thống. Trạm bơm Tống Chân khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo việc tưới và tiêu nước cho hơn 240 ha diện tích canh tác vùng bãi. Dự kiến công trình sẽ đưa vào sử dụng trong quý 4 năm nay. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Whitmore là căn bệnh cấp tính nguy hiểm gây ra bởi vi khuẩn ăn thịt người, tưởng đã bị lãng quên ở Việt Nam thì mới đây lại quay trở lại. Chỉ riêng trong tháng 8, căn bệnh này đã khiến cho 4 người tử vong. Thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới, nếu như trước kia, giai đoạn từ 5 đến 10 năm mới có 20 ca mắc Whitmore, thì từ đầu năm đến nay, tại Trung tâm đã ghi nhận tới 20 ca mắc căn bệnh nguy hiểm này. Bệnh Whitmore không có vaccine phòng ngừa, không triệu chứng lâm sàng rõ ràng và dễ nhầm với nhiều bệnh khác.
Nếu không phát hiện nhanh, bệnh nhân có khả năng tử vong chỉ trong vài ngày. Tỷ lệ tử vong khi nhiễm bệnh từ 40 đến 60%. Chúng ta có thể bị nhiễm bệnh Whitmore qua các con đường từ vết xước, ví dụ như là khi chúng ta lội bùn chúng ta bị các vết chảy xước, hoặc chúng ta có thể lây qua con đường ăn uống qua cái nguồn nước chưa hợp vệ sinh, hoặc có thể lây truyền qua không khí mà chúng ta hít các cái hạt bụi có nhiễm vi khuẩn. Những người bệnh tiểu đường, bệnh phổi và bệnh thận mãn tính có nguy cơ mắc Whitmore cao hơn. Biểu hiện thường gặp là sốt cao, đau cơ, có các ổ nhiễm khuẩn trên da, áp xe cơ, áp xe gan lách, viêm phổi. Để phòng bệnh, khi có vết thương hở, không nên tiếp xúc trực tiếp với nước đọng, đất bẩn. Cần phải vệ sinh cá nhân, rồi khi mà chúng ta hoạt động tại các môi trường vệ sinh kém như nguồn nước kém hoặc các ao hồ hoặc bùn thì chúng ta cần phải có các đồ bảo hộ. Khi mà bị bệnh thì chúng tôi khuyến cáo là lên đến các cơ sở bệnh viện để được khám, được làm xét nghiệm. Cũng theo các bác sĩ thì cao điểm của bệnh Whitmore thường diễn ra từ tháng 7 đến tháng 11. Chính vì thế mà các biện pháp phòng bệnh là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương hiện đang điều trị một bệnh nhân nữ 56 tuổi ở xã Tân Việt, huyện Bình Giang bị nhiễm vi khuẩn Whitmore hay còn gọi là vi khuẩn ăn mòn cơ thể người. Cuối tháng 8 vừa qua, bệnh nhân này được chuyển đến khoa ngoại trong tình trạng với vết thương ở mu bàn chân trái, kích thước 2 x 2cm, có dịch mủ với triệu chứng sốt cao trên 39 độ. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khoa truyền nhiễm. Tại đây, các bác sĩ làm xét nghiệm, kết quả mẫu cấy mủ có vi khuẩn Whitmore. Bệnh nhân đã được hội chẩn và điều trị theo phác đồ bệnh Whitmore. Đến nay, sau gần 3 tuần, vết thương đã khô, không còn sốt cao. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 4 trường hợp nhiễm vi khuẩn Whitmore. 3 bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện. Đáng lưu ý, bệnh Whitmore không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng. Bệnh có biểu hiện khu trú bằng các ổ nhiễm khuẩn trên da, viêm mủ tuyến nước bọt mang tai, viêm phổi, áp xe ở lách và thận. Người bệnh tiểu đường, bệnh phổi và bệnh thận mãn tính dễ có nguy cơ lây nhiễm với các biểu hiện lâm sàng như sốt cao, đau cơ, có các ổ nhiễm khuẩn trên da nên đến các cơ sở y tế để chuẩn đoán sớm. Để tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua nhà Trần, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ hội đền Trần Thái Lăng hành cung Lỗ Giang năm 2019. Cách đây gần 800 năm, trên mảnh đất Thái Lăng xưa, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà ngày nay, các vị vua Trần cùng các tướng lĩnh đã xây dựng căn cứ chống giặc ngoại xâm, giữ vững Giang Sơn. Đền Trần Thái Lăng ngoài thờ 7 vị tiên đế nhà Trần ở thế kỷ thứ 13, 14, còn là nơi tưởng niệm những vị quốc mẫu nổi tiếng thời Trần. Tại đây, Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Thái Bình tổ chức điều tra qua 3 lần khai quật khảo cổ học di tích Đền Trần Thái Lăng, hành cung Lỗ Giang đã phát hiện hàng trăm hiện vật, di vật mang dấu tích của những kiến trúc cung điện thời Trần. Quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình được công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á vào năm 2014. Trong đó có nhiều tiêu chí nổi bật hàng đầu gồm truyền thống, cư trú và sử dụng đất của loài người, đại diện cho sự tương tác của con người với môi trường, chứa đựng các hiện tượng siêu nhiên và các vẻ đẹp tự nhiên có giá trị thẩm mỹ đặc biệt. Việc tiếp tục nghiên cứu về các giá trị về lịch sử, văn hóa, quảng bá, di sản đang được tiếp tục triển khai thực hiện. Benjamin, người Mỹ, một chuyên gia của dự án hợp tác nghiên cứu khai quật khảo cổ học thời tiền sử tại Đông Nam Á. Hiện anh cùng với các cộng sự đang triển khai dự án khảo cổ học tại di sản Tràng An giai đoạn 2016-2019. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện khuyến nghị của UNESCO trong nghiên cứu hỗ trợ và xuất bản các công trình khoa học liên quan đến di sản. Trong các cuộc nghiên cứu khảo cổ học đã hé lộ chuỗi phát triển văn hóa và hoạt động của người Việt cổ trong mối quan hệ chặt chẽ với quá trình tiến hóa địa chất nơi đây. Để mà làm rõ hơn những cái giá trị của Tràng An ấy, thông qua việc nghiên cứu những cái công cụ bằng đá ấy, thì phát hiện thấy một số công cụ nó không được làm bằng cái đá vôi, là cái thường là cái loại hình thường thấy ở Tràng An này. Thì những cái công cụ bằng đá ở cái khu vực Tràng An này nó rất là đặc biệt, thì nó khác nhau ở những cái hang khác nhau, cỡ khác nhau này, những cái dấu vết khác nhau này, thì nó nói lên rằng là con người tiền sử ở Tràng An ấy, từ ngày xưa thì họ sống ở trong
họ sống ở cùng một môi trường nhưng mà họ có những cách thích ứng khác nhau, nói lên những cái cách thức săn bắn và những cái cách thức tìm kiếm thức ăn khác nhau qua thông qua cái công cụ bằng đá. Di sản Tràng An là một khu vực hòa lẫn giữa thiên nhiên và văn hóa, có diện tích 6.226 ha, vùng đệm có diện tích trên 6.000 ha, chiếm gần như toàn bộ khối đá vôi Tràng An với tuổi địa chất hơn 250 triệu năm. Tràng An là một vùng thiên nhiên kỳ bí, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động của con người. Cảnh quan địa chất núi đá dạng tháp Castor là một trong những khu vực đẹp và ngoạn mục bậc nhất trên thế giới với muôn hình vạn trạng. Người Việt đã xây dựng tại đây kinh đô Hoa Lư để phục hưng văn hóa thời tự chủ, độc lập. Sự phát triển bản sắc văn hóa được lưu truyền nối tiếp nhau qua các thế hệ hiện hữu trong nét đẹp của những truyền thống tín ngưỡng cộng đồng được lưu giữ và phát triển đến ngày nay. Tôi rất ấn tượng với phong cảnh của Ninh Bình, với dãy núi đá vôi trùng điệp đẹp như này. Và nhất là có dòng sông chảy qua. Tôi có một cái nhà hàng. Hàng năm thì chúng tôi hay tổ chức những sự kiện giới thiệu về những vùng tôi mới đến. Tôi trở về tôi sẽ giới thiệu tại nhà hàng tôi một bộ phim Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục là tham mưu cho tỉnh xây dựng những cái sản phẩm mới để phục vụ cho cái phát triển du lịch, như là xây dựng các cái sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, tâm linh, tham gia một số cái hội chợ ở nước ngoài như ở Đức, ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Mục đích cuối cùng là muốn là kéo được các cái khách ở các cái thị trường như thị trường Đông Bắc Á, thị trường Châu Âu, thị trường Đông Bắc Mỹ đến với Ninh Bình. Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản thế giới, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng về tinh thần, vật chất của vùng đất và con người Ninh Bình nói riêng, Việt Nam nói chung, và ngày càng khẳng định được vị trí du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Tại tỉnh Bắc Ninh, hưởng ứng tháng cao điểm về trật tự an toàn giao thông, cùng với các ngành địa phương, công tác kiểm tra các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh cũng đang được Sở Giao thông Vận tải tăng cường. Với phương châm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các cơ sở đào tạo không chấp hành các quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 7 cơ sở đào tạo với tổng lưu lượng 7.943 học viên. Trong đó cơ sở đào tạo là đơn vị công lập có 2 cơ sở. Cơ sở đào tạo ngoài công lập có 5 cơ sở, mỗi năm đào tạo cấp hàng nghìn giấy phép lái xe các loại. Xác định sát hạch lái xe là khâu then chốt quan trọng nhất, quản lý tốt công tác này sẽ có tác động tích cực đến công tác đào tạo, bảo đảm được chất lượng, hạn chế các tiêu cực phát sinh. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các sát hạch viên nâng cao vai trò trách nhiệm, ngăn ngừa những yếu tố tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình sát hạch cấp giấy phép lái xe. Chỉ đạo các đơn vị sát hạch lắp đặt hệ thống camera giám sát các bài thi trong hình, phòng sát hạch lý thuyết đảm bảo chất lượng hình ảnh, rà soát, thu hồi giấy phép đối với giáo viên thực hành không đủ tiêu chuẩn. Hiện nay, 100% cơ sở đào tạo lái xe đã trang bị hệ thống máy vi tính cho học viên học luật giao thông đường bộ và sử dụng phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam dùng để thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề và sát hạch cấp giấy phép lái xe. Hệ thống sân bãi tập lái đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Trong quá trình học tập đây em thấy cơ sở vật chất đây đảm bảo chất lượng. Hay là các thầy cô rất nhiệt tình và tham gia giảng dạy nhiệt tình và chu đáo, hướng dẫn học viên từng chi tiết một. Xe cộ đây thì cũng đảm bảo về chất lượng, sân hình cũng vậy. Trong thời gian tới thì sở sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra các cái cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch. Trong đó là chú trọng kiểm tra đột xuất nếu như phát hiện ra những cái cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch mà để xảy ra những cái sai sót thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Bằng các giải pháp tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tăng cường công tác thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, tháng cao điểm về trật tự an toàn giao thông năm 2019 trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tại Bắc Ninh sẽ có những chuyển biến tích cực, đảm bảo tính nghiêm túc tại các kỳ sát hạch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.